Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 11 Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, chùa Ân Triêm, thị trấn Nam Phước, Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên tổ chức phiên họp triển khai công tác Phật sự cuối năm 2023. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, biểu dương toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử đã tinh tấn cộng sự để các Phật sự của huyện nhà thành công viên mãn, đồng thời rất mong nhận được sự góp ý của Chư Tôn Đức cho các Phật sự quan trọng sắp tới của Ban trị sự, như việc tổ chức lễ Phật thành đạo và hội nghị tổng kết năm 2023, dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2024. Cuộc họp đã thông qua thông tư số 795 về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị Cơ sở Tự viện nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Trị sự và công văn số 283 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị Cơ sở Tự viện nhiệm kỳ 2022-2027. Cũng tại cuộc họp, Chư Tôn Đức phổ biến các nội dung thư mời của Ban trị sự Phật giáo tỉnh về dự đại lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn vào lúc 8 giờ ngày mùng 1 tháng 11 Quý Mão tại Chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, thông báo tấn phong giáo phẩm của Hội đồng trị sự tại Hội nghị Thường niên kỳ 3 khóa 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì phát biểu ý kiến tích cực và đi đến thống nhất nhiều chương trình hoạt động trong thời gian đến của Ban trị sự Phật giáo huyện, như việc tổ chức lễ Phật thành đạo vào ngày 6 tháng 12 âm lịch tại Chùa Duy Trung, xã Duy Trung và hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, bổ sung nhân sự Ban hộ tự Chùa Trà Đông, xã Duy Vinh.